Chào mọi người đến với trung tâm cơ khí. Để ghi được vùng sai như thế này trong bản cách thường thì mọi người làm như sau. Nhấn cho mình Ctrl 1. Sau khi hiện bản property ra thì mình sẽ dùng kích thước này. Mọi người quét chẳng kích thước. Sau đó kéo xuống dưới cùng. Chọn cho mình cái tùy chọn decimal. Số phần này ra và chọn cho mình tùy chọn là đây, action. Giới hạn trên mọi người nhập vào, giới hạn dưới mọi người nhập vào. Sau khi xong nó tự động chuyển đổi sang cái này, số phần này ra và chọn lại cho mình là deviation. Vậy là xong. Để cho cái text nằm giữa thì mọi người chuyển này sang là middle. Tương tự quét chọn kích thước tức xung cuối cùng cho mình. Đến đây thì mọi người sẽ chọn phần này ra và chọn cho mình là symmetrical. Sau đó thì nhập vào là 0.02. Và đây là kết quả. Mình chúc mọi người làm thành công.